ghi nhận sự có mặt của phái đoàn đến từ Hoa Kỳ, gồm có thiếu tướng Lê Minh Đảo, tư lệnh sư đoàn 18 của mình. Niên trưởng Bảo Định Nguyễn Hữu Chế, cựu trung tá tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 2 trung đoàn 43 sư đoàn 18 bộ binh. Chúng tôi ghi nhận sự có mặt của ông Nguyễn Thanh Bình và phu nhân cũng từ Hoa Kỳ. Ông bà Lý Văn đến từ Hoa Kỳ. Ông bà Lê Văn Trang đến từ Canada. Và chúng tôi cũng nhận thấy sự nhận ghi nhận sự có mặt của tất cả các quan khách ở trong tiểu bang New South Wales cũng như ở nước Úc, thì chúng tôi đầu tiên xin giới thiệu luật sư Võ Chí Dũng, đương kim chủ tịch của cộng đồng người Việt tự do tiểu bang New South Wales. Ông Mai Đức Hòa, chủ tịch tổng hội của quân nhân quân lực Việt Nam Cộng hòa Úc Châu. Ông Nguyễn Việt Long, chủ tịch hội của quân nhân quân lực Việt Nam Cộng hòa tiểu bang Victoria. Cựu đại sứ Đoàn Bắc An. Cựu đại sứ Đoàn Bắc An. Chiến sĩ Võ Đại Tôn. Luật sư Lưu Tường Hoa. Và chúng tôi cũng ghi nhận sự có mặt của ban chấp hành của Hội của quân nhân quân lực Việt Nam Cộng hòa tiểu bang New South Wales. Sinh hoạt cái đồng hương của sư đoàn 18 cũng đồng thời là ngày hội ngộ sư đoàn 18. Thế nên chúng tôi xin được tưởng nhớ đến những chiến sĩ anh hùng đã khuất bằng cách xin mời lên trường Lê Minh Đảo. Sau đó là lễ dân hương tưởng niệm các chiến sĩ và đồng bào đã hy sinh thân mình vì lý tưởng tự do, đặc biệt là các tử sĩ của sư đoàn 18 đã vì quốc vong thân. Quân xâm lược Bắc Việt, cộng sản Bắc Việt đã thừa thắng xông lên với đại pháo, xe tăng, hỏa lực hùng hậu và quân số gấp 5-6 lần của quân lực Việt Nam Cộng hòa đã dồn quân vào Xuân Lộc, thị xã của tỉnh Long Khánh, 60 cây số đông bắc Sài Gòn, định tiến thẳng đến Sài Gòn. Quân lực Việt Nam Cộng hòa với sự tham chiến của sư đoàn 18 của binh, lữ đoàn 1 nhảy dù, tiểu đoàn 82 biệt động quân và các lực lượng địa phương quân và nghĩa quân của tiểu khu Long Khánh đã chặn đứng sự tiến quân hung hãn của địch quân, mặc dù trong tình trạng kiệt quệ về tiếp liệu. Cựu tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 2 trung đoàn 43 đã tuyên đọc lịch sử của sư đoàn 18 bộ binh cũng như tường trình những diễn tiến của trận đánh tại Xuân Lộc vào năm 1975. Có một thời kỳ là quốc trường, là đại trường, đại đội 3. Khi Thiệu Năm khinh binh lưu đồng, chuyển giao cho quân lực Việt Nam Cộng hòa, một nửa trở thành trung đoàn. Luật sư Lưu Tường Quang, nguyên tổng giám đốc hệ thống phát thanh SBS toàn quốc Úc Châu, xin có vài lời phát biểu. Cảm ơn anh Trần Nhân. Kính thưa luật sư Hoàng Lập Chí và toàn thể ban tổ chức, kính thưa chủ tịch cộng đồng người Việt tự do New South Wales và ông chủ tịch tổng hội của quân nhân quân lực Việt Nam Cộng hòa toàn quốc và New South Wales và Victoria, kính thưa tất cả quý vị khách, kính thưa thiếu tướng Lê Minh Đảo, kính thưa đại sứ Đoàn Ba Ca và kính thưa tất cả quý vị. Thưa quý vị, tôi xin trước hết cảm ơn ban tổ chức đã tạo ra cho chúng tôi cái cơ hội. Luật sư Lưu Tường Quang là cựu Tổng Thư ký Bộ Ngoại giao Việt Nam Cộng hòa đã kể lại câu chuyện khi ông gặp gỡ đại sứ Anh Quốc, khi vị đại sứ này bày tỏ lòng ngưỡng mộ đến các chiến công oanh liệt của sư đoàn 18 bộ binh tại mặt trận Xuân Lộc. Vị đại sứ Anh Quốc
cũng mong muốn chính phủ Việt Nam Cộng Hòa cho thế giới biết rõ sự bỏ rơi Việt Nam Cộng Hòa là một điều bất nhẫn. Trong khi quân lực Việt Nam Cộng Hòa anh dũng chiến đấu trong tình trạng kiệt quệ về đủ mọi mặt, nhất là quân trang, quân dụng. Đại sứ Đoàn Bảo Cang và tôi là những người làm công tác ngoại giao, dù là ở nước ngoài hay ở tại Sài Gòn. Chúng tôi xin chân thành cảm tạ, thành kính ghi ơn tất cả những chiến công rất là hiển hách của quân lực Việt Nam Cộng Hòa và đặc biệt là của sư đoàn 18, bộ binh. Khi chúng tôi đi làm công tác ngoại giao, cái việc chiếm đóng cổ thành Quảng Trị là một cái chiến tích rất là hoài hùng của thủy quân lục chiến Việt Nam Cộng Hòa, mà trong hàng ngũ chúng ta ở đây có Trung úy Văn Tấn Thạch là cái người đã trực tiếp chiến đấu tại để lấy lại cổ thành Quảng Trị. Tuy nhiên cái việc lấy lại cổ thành Quảng Trị không phải chỉ có thủy quân lục chiến Việt Nam Cộng Hòa và quân lực Việt Nam Cộng Hòa mà có quân lực Hoa Kỳ tiếp tay. Cho nên đứng về phương diện thông tin quốc ngoài, cái sự hiện diện của quân đội Mỹ, cái sự hiện diện của thủy quân lục chiến Mỹ nó đã áp đi cái chiến tích oai hùng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Trong khi đó tại Bình Long, tại An Lộc và tại Xuân Lộc, đây là cái thành công duy nhất độc đáo của quân lực Việt Nam Cộng Hòa mà không hề có bóng dáng. Kể một cái câu chuyện nhỏ, mà câu chuyện này tôi đã kể cho Thiếu tướng Lê Minh Đạo và Thiếu tá Nguyễn Hữu Chế tối hôm qua. Là như tất cả quý vị còn nhớ, vào tháng 3, tháng 4 năm 1975 tại Sài Gòn thì có rất nhiều tin đồn về cái áp lực của Mỹ buộc Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu phải từ chức. Cái chuyện mà Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu sẽ phải từ chức là vấn đề thời gian, không phải là vấn đề có hay không có. Một vị đại tá của Cục Trung ương Tình báo Việt Nam Cộng Hòa điện thoại tôi vào giữa đêm và yêu cầu tôi đến Bộ Ngoại giao. Ông nói là ông có hai cái thông hành trong tay và ông cần tôi đến Bộ Ngoại giao. Ông nói là ông sẽ đem xe đến rước tôi tại số 42 Nguyễn Huệ, Sài Gòn. Thì tôi bảo tôi không cần, là tại vì tôi có xe số ứng tế và có quy hiệu đi trong giờ giới nghiêm. Tuy vậy, ông cũng đem xe tới 42 Nguyễn Huệ, Sài Gòn và có luôn cả một xe quân cảnh dẫn đường để đưa tôi trở lại Bộ Ngoại giao. Để làm gì? Để ký chiếu kháng xuất ngoại cho His Excellency Mr. Nguyễn Văn Thiệu, President of the Republic of Vietnam và bà Nguyễn Văn Thiệu. Thì tôi mới hỏi ông đại tá tình báo là Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đi đâu và đi trong bao lâu và có ý định trở về hay không. Thì thiếu tá, thì đại tá tình báo này tuyên bố hay là nói một cách nhỏ nhẹ rằng Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu muốn đi Đài Loan, muốn đi Đài Bắc trong một năm và muốn trở về. Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu từ chức vào buổi chiều, thì buổi sáng hôm nay văn phòng Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa chỉ thị cho Bộ Ngoại giao, chỉ thị cho ông Lê Quang Giảng là Thứ trưởng Ngoại giao và tôi gặp tất cả các đại sứ và tổng lãnh sự ngoại quốc tại Sài Gòn để thông báo chính thức là chiều nay Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu sẽ từ chức. Thì trong số những vị đại sứ mà tôi tiếp, và cái điều này nó quan trọng, đấy là lý do tại sao tôi kể quý vị câu chuyện, thì có ông đại sứ Anh Quốc chứ không phải đại sứ Mỹ. Thì khi tôi tiếp xúc đại sứ Anh Quốc xong, tôi đưa ông ra cầu thang, tại vì văn phòng chúng tôi ở lầu 1 của Bộ Ngoại giao. Thì ông nắm tay tôi và ông nói cái câu mà tôi không bao giờ quên. Ông bảo là các ông, tức là chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, phải làm thế nào cho thế giới và nhất là công luận Hoa Kỳ có thể nhìn thấy được cuộc chiến đấu anh dũng, oanh liệt, hào hùng của sư đoàn 18 bộ binh của thiếu tướng Lê Minh Đạo, để cho thế giới và nhất là công luận Hoa Kỳ có thể cảm thấy hổ thẹn mà bỏ rơi.